Xin chào các bạn, hôm nay công ty SK mình xin giới thiệu với các bạn một cái dòng máy cũ nhưng mà giá rẻ, sáng cực đẹp. Nó là con nét, cái mã là VE282. Đặc biệt con này nó có cổng HDMI luôn nha các bạn. Dòng này là dòng chuẩn luôn. Rồi bây giờ cho các bạn xem hình đây. Màn hình này nó tầm khoảng là 100 inch, nên cái khoảng cách của máy mình để nó khoảng cỡ 4,5 m. Có một cổng HDMI và còn một cổng VGA, rất là thích hợp cho các văn phòng vừa và nhỏ. Máy này có thể chiếu lên đến cái màn của 120 inch. Đá banh thì cho các quán cà phê, quán nhậu thì rất là tuyệt vời. Đó. Khoảng cách từ máy đến cái màn chiếu này các bạn. Con này thì độ sáng khoảng 3.000. Máy cũ mình bảo hành 3 tháng.